Dạ em xin kính chào quý khách Tình Giang Kim Anh Thảo. Trưa nay là em đón lộc lớn của anh Nhật với anh Hoàng Linh. Đây, hai anh lựa hai sợi dây rất là đẹp luôn. Đây, chất lượng luôn á, hai mẫu dây. Đây là một mẫu dây hỏa tiễn ống chạm rồng nha. Phân dây này là gần 3 lượng. Này, chiều dài là 5 thước 1. Khóa này rất chắc quý khách à, khóa này nối liền ốc rồng luôn nè. Đây là vàng công ty 610. Trị giá sợi dây này của anh là 147 triệu. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Rồi anh Hoàng Linh còn lựa thêm một mẫu dây. Đây, dây này là cũng dây hỏa tiễn ống rồng nhưng mà phơm lớn hơn quý khách nha. Phơm dây này là 8 lượng rưỡi, 7 phân 8. Đó, khóa liền ở đây luôn. Anh Hoàng Linh đeo luôn dây này ha. Móc máy rất là sáng luôn. Khóa chắc chắn cần kỳ luôn. Anh là ở Tây Ninh à? Củ Chi. Đó, quá sang luôn. Còn dây kia đeo vô luôn ha. Đây dây kia lên. Thích đeo ống rồng. Vàng bên em á, mình đeo á, mình đổi, sau này mình muốn đổi mẫu á, là vàng đổi ngang bù tiền công thôi, không có bù chênh lệch vàng. Quá sang luôn. Rồi, tổng trị giá hai sợi dây này của anh là 581 triệu 900. Rồi em gửi anh nha, cảm ơn anh đã không ngại đường xá xa xôi ủng hộ bên tiệm em ha. Dạ em xin kính chào quý khách Tiệm Vàng Kim Anh Thảo. Chiều nay là em đón lộc của chị My. Chị qua lựa một set bộ vàng công ty 610 quý khách nha. Quá đẹp luôn. Lắp chân dây, lắp tay nè. Đây là mẫu dây sắn lá ha. Móc máy theo công nghệ 5D rất là sáng đẹp luôn. Mẫu dây này em về đủ trọng lượng luôn á. Từ một chỉ mấy tới mấy lượng luôn. Một lượng, hai lượng luôn ha. Một mặt thánh giá, một mặt đẹp quá quý khách nè. Mặt thánh giá đá cẩm thạch nha, viền kết tấm luôn. Một mẫu lắc tay. Mẫu lắc tay cũng sắn lá mà toàn kem món nha. Còn đây kia là lắc chân, để em đeo cho chị My cái này luôn nha. Này em đi. Quá sang luôn á. Rồi lắc chị đeo tay nào. Rồi. Này em nhận tay. Em đeo tới mắt này chị thấy vừa chưa? Hay là vừa sát vô? Vậy được rồi ha. Rồi lắc này lắc chân để em đeo cho nha. Tổng bộ này của mình là 40 triệu 780, em gửi. Cảm ơn chị My nhiều ạ. Này ấy để em đeo lắc chân. Dạ em xin kính chào quý khách Tiệm Vàng Kim Anh Thảo. Sáng nay để em đón lộc cưới của gia đình chị An. Đây chị qua lựa cho cô con dâu một bộ trang sức thôi. Đây là vàng 4 số quý khách ha. Nữ trang 980, một đôi bông hoa toàn ten. Đây, hộp đá rất là đẹp luôn. Một mẫu dây. Một mẫu dây. Dây vuông mặt hoa và một cặp nhẫn uyên ương vàng công ty 610. Tổng trị giá bộ này của chị là 46 triệu 300 ha. Mẫu nhẫn uyên ương đây là mẫu nhẫn ghép quý khách nha. Bên nam á là trơn, còn bên nữ là có một hàng tấm. Này. Cái này em để hộp hết cho mình ha chị An ha. Rồi em gửi hóa đơn, cảm ơn gia đình mình nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách. Trưa nay em đón cô Mỹ Linh Đặng đây. Hey, cô hôm qua là mới chốt đơn bên em nha. Một mẫu dây quá đẹp luôn. Mẫu dây cao cấp full hộp luôn. Mẫu vuông ha. Đây là dạng tầng quý khách nha. Hộp vuông nè. Ở trên là hộp trụ 4 cháu. Trọng lượng sợi dây này là một lượng 6 phân rưỡi. Quá đẹp luôn á. Full hộp luôn. Khóa đây là mẫu khóa hộp nha. Con xin phép đeo cho cô nha. Mẫu này rất là sang luôn á. Cái này có hai mắt đó cô. Mình muốn đeo ngắn dài đều được ha. À, quá đẹp luôn. Đây em khoe thùng đôi bông hoa sen nha. Đây mẫu hoa sen full tấm luôn. Mẫu hoa sen này về nhà em về đủ bộ luôn. Dòng dẫn dây mặt cô là cô lựa đôi bông nè. Cực kỳ đẹp. Rồi tổng trị giá bộ này của cô là 56 triệu 450 ha. Con gửi cô Mỹ Linh Đặng chúc cô sức khỏe là mang phát tài nha. Cảm ơn cô ạ. Xin kính chào quý đồng chí Hoàng Kim Thảo. Thấy quý vị quý vị. Vậy nó ngồi là một con xi men nè. Đó xi men chị mua là 2, 4, 6, 8 dòng. 6, 8 dòng xi men. Bản là bản 8 dây quý vị nha. Bản móc máy luôn, nó sáng luôn. Đây đang hot lên tìm em nha quý vị. Rồi, tiếp đến chị mua là một lắc tay nè. Một lắc tay khoan lật giả máy. Một đồng với chiền nam. Ống đồng cho anh luôn. Đó. Giá là dây xích lộng rồng nha quý vị. Trọng lượng vàng 3 chỉ hơn nha. Còn lắc tay này, trọng lượng vàng của nó là 3 chỉ rưỡi. Đó. Rồi một cái hộp trắng cao nè, một chỉ hơn. Rồi tổng biêu dự mua ngộ ngày hôm nay là
hơn 75 triệu cho quý anh chị. Cảm ơn chị nhiều nha. Em hợp cho anh chị. Dạ, xin kính chào khách tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp vợ chồng chị em với anh Thành. Anh chị qua lựa nguyên một set trang sức cưới nha. Quá đẹp luôn. Một sợi dây con heo vàng, một cái kiềm long phụng, vòng tay long phụng luôn, nguyên set bộ đây. Anh còn lựa thêm cho chị một mẫu kiềm quấn hoa nha. Kiềm quấn hoa đeo chung bộ với vòng tay quấn hoa, quá sang quá đẹp luôn. Một mẫu nhẫn mẫu 5D. Đây, nhẫn hoa mai luôn. Và một đôi hoa tai sát tai. Quá đẹp luôn á. Tổng bộ này của anh chị là gần 2 lượng của khách nha, vàng nữ trang 980. À, em chỉ cho anh cách đeo để nữa đeo cho chị nha. Anh cầm hai bên đây nè, có một con lăng một bên. Anh dặn vô. Đây. Mình nhít nhẹ lên thôi nha, để như gì là anh đeo vô cho chị. Là gà vô được. Gà luôn vô đúng không? Đây. Thì giờ lại. Vòng tay cũng vậy luôn. Vòng tay thì bên có nè. Dặn ra. Bên em là có đổi trang sức cưới luôn. Mình cưới xong á người ta cho mấy vàng một chiếc tròn á, những khâu tròn á là bên em đổi qua trang sức những khâu. Hay, cái này để gì? Để vô. Dặn vô, làm nó vô mẫu. Tổng bộ trang sức hôm nay anh chị ủng hộ bên em đó là 120.900.000 ha. Rồi em gửi hóa đơn, cảm ơn chị nhiều, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Chị nhà khi mình thảo à, sáng nay là em đón lộc của chị Lệ. Chị qua lựa một bộ trang sức cho em bé nha. Quá trời xinh luôn quý khách này, dây kim tiền nha. Dây kim tiền với mặt tim tắm. Một cái dòng mèo, đây dòng mèo nơi hồng ha. Một cặp dòng kim cương, móc máy kim cương, đôi cặp luôn. Quá trời cưng luôn á, và mặt mẫu lắc. Tổng bộ này của chị Lệ là 15 triệu hơn ha. Quá đẹp luôn á. Cái này là 3 chỉ hơn, gần 3 chỉ 2. Vàng công ty 610 đưa hôm nay em về. Rất là nhiều mẫu mã cho em bé nha. Vòng lắc, đồ dây rồi nữa. Rồi cái này em để hộp cho chị Lệ nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp anh Vũ với chị Hoa. Đây anh chị qua lựa một mẫu lắc hàng rào nha. Ba thẻ rồng nổi quá đẹp luôn, mẫu có mấy 5D nha. Trọng lượng cái lắc này là gần 1 lượng rưỡi khách nha. Móc máy cực kỳ sáng luôn. Thêm một sợi dây, đây là mẫu dây khoan lập giáp bào. Dây khoan lập giáp bào, dây này là có cũng 1 lượng rưỡi luôn. Chiều dài này là 5 tấc rưỡi ha. Rồi cái này anh đeo luôn ha, em đeo cho anh nha. Em đeo tay nào ạ? Khóa rất là chắc luôn á. Dây đeo luôn không? Đeo dây luôn nha. Đeo luôn. Rồi, quá sang anh ơi. Bộ này của anh chị là 110.400.000 nha. Rồi em gửi hóa đơn, cảm ơn chị nhiều ạ. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Đình Thảo ha. Hôm nay là em có lọc của từ anh Tùng nha. Anh đến ủng hộ em một bộ trang sức cưới này mấy anh chị nè. Đây, ủng hộ bên em là một cái kiềng cưới này mấy anh chị nha. Kiên này là nặng là 2 chỉ, ủng hộ thêm một cái vòng tay 24K, 2 chỉ luôn ha, quá đẹp luôn. Đó, dạng hoa mai móc máy nha chị nha. Rồi, anh còn ủng hộ thêm cho em là một cái đôi bông nè. Bông này là hàng bông đích đỏ, đích dặn nha mấy anh chị. Màu sáng lấp lánh luôn. Bông này nặng là 1 chỉ mốt nha. Rồi, anh còn ủng hộ thêm cho em là một cái dây vàng công ty 610 nha, dạng chỉ cong. Cực kỳ sáng luôn. Mẫu này là 5 chỉ nha mấy anh chị. Rồi, tổng cộng sản phẩm của anh chị ủng hộ bên em là 51.156.000. Và em cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Dạ em xin kính chào các tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Nhung. Chị qua lựa một set bộ ha. Thanh mảnh mà rất là cưng luôn quý khách nè. Mẫu logo thương hiệu đây nha. Móc máy. Có một sợi dây lắc. Nhẫn. Và đôi bông tai nha. Nguyên set bộ này của chị Nhung là chỉ tư, trị giá là 19 triệu ha. Cái tấm thanh mảnh rất là xinh luôn. Set bộ này là em về đủ màu luôn nha. Vừa có cái tấm, vừa có móc máy, rồi đủ màu xanh đỏ vàng luôn. Quá đẹp luôn. Cái này em để hộp cho chị Nhung nha. Cảm ơn chị Nhung nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón lọc của cô Vân với chị Vi. Đây, cô với chị là từ Đức Hòa Long An ha. Lên ủng hộ Kim Anh Thảo em 3 bộ xi men quá đẹp luôn. Bản này là bản Ali, mẫu thương hiệu móc máy ha. Ba bộ này của chị là 1 lượng rưỡi hơn. 1 lượng rưỡi 1 phân mốt nha. Quá sang quá đẹp luôn. Rồi em cảm ơn chị Vi nhiều. Xi men này là em có đủ ni luôn nha. Tay chị đeo ni là 62. Rồi em gửi chị Vi. Hóa đơn, cảm ơn chị Vi với cô nhiều ạ. Chúc mình làm ăn phát tài luôn mấy bác nha.
Dạ em xin kính chào khách hàng Kim Minh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị My. Đây chị My lựa một mẫu nhẫn quá đẹp luôn. Nhẫn hoa tầng nha, mẫu quý luôn. Tầng hoa mai nha. Nhẫn là đẹp chỉ 2,5 nha. Luôn một cái nhẫn. Bạn Kim Minh Thảo nha, hôm nay thì em có lọc của anh Minh nha, chị nói chị nha. Đây mình hôm nay có qua lựa xếp bộ cho vợ mấy chị nè. Đây em có ủng hộ em tham xếp bộ hộp đó màu xanh mấy chị nha. Đó, ủng hộ em có dòng nè, cái nhẫn ha mấy chị ha, và đôi bông tai luôn mấy chị nha. Rồi cái xếp bộ này của anh nó ủng hộ em là trong lượng dạng tầm cỡ là 4,6 triệu mấy chị nha. Rồi tổng số tiền có tầm cỡ là 19,2 triệu. Đó, quá đẹp luôn. Rồi cảm ơn anh Minh hôm nay đã ủng hộ tiệm em nha. Dạ xin kính chào khách hàng Kim Minh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Lan. Chị qua lựa một sợi dây vàng Italy 750 của khách nha. Mẫu dây quá đẹp luôn á. Dây xoắn nè, giáp hoa. Trọng lượng sợi dây này là 14g 239 nha. Trị giá là 25,4 triệu. Quá đẹp luôn, chiều dài đây là 4,5 cm nha. Em sẽ phép đeo cho chị nha. Đây, đeo cho chị. Cảm ơn chị luôn tin tưởng ủng hộ bên em nha. Rồi, quá trời xinh luôn. Em gửi chị hóa đơn. Mình giữ hóa đơn kỹ giúp em ha. Xin sang. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Minh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Mai. Chị qua lựa một mẫu dòng bản ha. Dòng bản này là có 2 phân quý khách nha. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Trọng lượng là 2,3/8. Thêm một sợi dây, đây là mẫu dây xích Chanel. Đây quá đẹp luôn. Dây này mẫu dây đúc hoa 1,5 chỉ gần chỉ 6 nha. Tổng bộ này của chị là 15,741,000. Và công ty 60 quý khách ha. Thời này em để hộp cho chị nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào khách hàng Kim Minh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp cô Hiền. Cô qua lựa một sợi dây để tặng cho cô dâu nha. Đây là mẫu dây oval ha, mặt tim tầng hoa mai nha, quá đẹp luôn. Sợi dây này là 3 chỉ. Trị giá là 18,258,000, rất là đẹp luôn nha, 4 số quý khách nha. Cái này con để hộp cho cô Hiền nha. Cảm ơn cô Hiền nhiều ạ. Con gửi hóa đơn. Dạ em xin kính chào khách hàng Kim Minh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Diệu. Chị qua lựa hai mặt đá nha, rất là đẹp luôn. Đây là mẫu hộp ly 90 ha. Đây là mẫu mình đeo chủ yếu là đẹp mặt đá. Đây có đẹp khoen đây. Đẹp khoen như vậy là tầm có 2-3 phần quý khách nha. Em về rất là nhiều mẫu mã luôn để cho mình đeo phong thủy tài lộc nha. Quá đẹp luôn á. Đây là tầm có 2,5 triệu 3 triệu quý khách ha. Đẹp để hơn cho chị Diệu nha. Cảm ơn chị Diệu nhiều.